Nha Bình Chánh, tài mãi mến chào quý anh chị. Hôm nay em tiếp tục gửi đến quý anh chị mình một siêu phẩm vừa mới hoàn thiện xong. Và cái mẫu nhà ngày hôm nay em gửi đến quý anh chị mình được tọa lạc là gần khu công nghiệp Cầu Tràm ở trên đường Đinh Đức Thiện nối dài nha quý anh chị. Ở đây mình di chuyển ra ngoài đó, đâu đó tầm khoảng 700m đến một cây số thôi. Với cái mẫu nhà của mình thì diện tích là ngang 5m, chạy sâu vào sẽ là được tặng 27m và được xây dựng là nhà riêng lẻ nha quý anh chị. Thiết kế là một trệt một lầu, nó có tặng 3 phòng ngủ và một cái không gian phòng thờ cho gia đình mình luôn, có 3 không gian nhà vệ sinh cho anh chị mình sinh hoạt rất là tiện luôn. Hướng nhà của mình sẽ cho mình là một cái hướng nam, quý anh chị nào đang cần tìm nhà hướng nam thì hãy gọi ngay cho em để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế với cái dãy nhà ngày hôm nay luôn nha quý anh chị. Cái căn này là cái kiểu mái hợp cực kỳ là sang luôn, nhìn cái mặt chuyện ngoài thì nó đã sang rồi. Mình cái mẫu này á hiện tại giờ đang bán rất là thịnh so với trong năm vừa qua luôn nha quý anh chị. Và đường trước nhà của mình là đường đặt hiện tại là đường đá xanh, rộng đâu đó tầm khoảng 5 đến 6 mét, xe hơi xe tải mình di chuyển tới nơi ngôi nhà mình luôn, và mình có thể được đậu trong sân ngôi nhà mình nha quý anh chị. Ở đây thì đường thông hai hướng, dân cư ở rất là đông đúc và sầm phớt nha. Mình di chuyển về các quận huyện đâu đó tầm khoảng hơn 30 phút thôi, rất là gần nha quý anh chị. Thì cái mẫu này với pháp lý nhà sổ hồng riêng, mình có thể công chứng sang tên trong ngày và được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng 2 tỷ 7, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nhà quý anh chị. Di chuyển vào trong, bên đơn vị em sẽ làm cho quý anh chị mình một cái trụ cổng, hai trụ cổng hai bên rất là to, có hai bông đèn hai bên này quý anh chị, ban đêm mở rất là sáng nha. Lớp cửa đầu tiên sẽ cho mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện có khắc BNC đó. Tiến vào sâu bên trong sẽ là một cái không gian sân cho gia đình mình rộng rãi vô cùng. Cái sân đây á quý anh chị mình có thể đổ ô tô 4 chỗ 7 chỗ mình đổ thoải mái nha anh chị. Phía bên đây thì bên đơn vị em đi trồng cho quý anh chị mình một tiểu cảnh những cây trúc nè, cực kỳ là đẹp luôn nha. Quý anh chị mình có thể xem trước cái mặt diện nè, cực kỳ là sang luôn, nó cái kiểu mái hộp nè, hiện đại nhất của năm luôn nha quý anh chị. Ở đây á mình đi chợ búa trường hợp cấp 1, cấp 2 thế giới di động thì mình đi trong vòng bán kính khoảng một cây số đổ lại thôi là mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích rồi nha quý anh chị. Và di chuyển qua đây á là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Đó. Căn này sẽ được tặng cho quý anh chị mình toàn bộ nội thất cơ bản ở trong căn nhà nha. Như là đây là một cái không gian phòng khách nè, bên em sẽ tặng cho quý anh chị mình một bộ ghế salon cao cấp nha. Đó, rất là cực kỳ là sang luôn. Ở trên thì hệ thống đèn đã full đầy đủ rồi, có một cái bóng đèn pha lê ngay chính giữa nữa. Hệ thống trần thạch cao nguyên khối nha quý anh chị. Tường đặt thì bên đơn vị em ốp lên đâu đó tầm khoảng 1m2 cho gia đình mình nên rất là sạch sẽ luôn. Với diện tích nhà ngang 5, dài tặng 27m, có sân trước, sân sau, cực kỳ là thoáng luôn, mà bán với mức giá có 2 tỷ 7 thôi mà vẫn còn thương lượng nha quý anh chị. Hãy nhanh tay nhấc máy lên gọi ngay qua cho em để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay luôn. Đây là không gian bếp cho anh chị mình, bên đơn vị em sẽ tặng quý anh chị mình một bộ bàn ăn 6 ghế nha. Đó, có hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi. Mặt đá hoa cương, bộ inox 304 chấm bị sét chấm hai màu luôn. Có một cái không quạt trần ngay cái không gian bếp, luôn luôn vào cũng mát nha anh chị. Và mình di chuyển xuống nữa sẽ là một cái không gian phòng ngủ cho gia đình mình. Cái phòng này thì rộng rãi vô cùng. Thì cái căn nhà này á quý anh chị em thấy á, gia đình nào có con em nhỏ và ông bà lớn tuổi lên xuống cầu thang bắt tiền thì mình có thể tận dụng phòng này nha. Hệ thống chi ống đồng máy lạnh đã có sẵn hết rồi, trần thạch cao đèn full đầy đủ cho anh chị mình. Cửa của mình là chữa nhôm xung pha với kính là kính cường lực nha. Đã xem đến đây rồi quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha. Và mình di chuyển ra đây là một cái sân sau rộng rãi cho anh chị mình nè. Đó, cái sân sau bên đơn vị em để trống nha. Quý anh chị mình về có thể làm thêm một cái mái che. Đây thì sẽ không gian nhà vệ sinh, trong đây thì cũng đầy đủ tiện nghi hết luôn. Với một cái căn nhà diện tích cực kỳ là lớn nha quý anh chị, ngang 5 dài tầm 27m, mặt tiền đường đá xanh, rộng đâu đó tầm khoảng 6m, xe hơi xe tải di chuyển ra vô thoải mái. Được nằm ở gần chợ Trung Thanh, ở trên đường Đinh Đức Thiện nó dài á quý anh chị. Ở đây ra đó thì đâu đó tầm khoảng cây đổ lại thôi, nó không có ăn cây đâu. Và mình có thể di chuyển ra chợ Bình Chánh á thì mình đi đâu đó tầm khoảng 5 đến 10 phút mình đi xe máy nha quý anh chị. Mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng 30 phút thôi. Mẫu nhà hôm nay được bán với mức giá tổng luôn chỉ đúng có 2 tỷ 7 thôi mà vẫn còn thương lượng nha. Nhấc máy lên gọi ngay cho em để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế với cái mẫu nhà ngày hôm nay nha.
Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Đi lên, bên em đơn vị em thiết kế cho anh chị mình một cái không gian trống để cho quý anh chị mình có thể làm phòng thờ hoặc phòng sách tùy theo nhu cầu của gia đình mình. Ở tầng trên đây á thì vẫn là tầng thạch cao nguyên khối đèn full đầy đủ nha quý anh chị. Và mình di chuyển qua đây là một cái phòng ở cuối dãy nhà, sẽ có không gian nhà vệ sinh khép kín ở trong phòng cho quý anh chị mình tiện sinh hoạt luôn. Cái phòng này rất là rộng nha quý anh chị, rộng rãi thông thoáng vô cùng. Đó, ở đây thì trần thạch cao khói nè. Ở đây thì sẽ có một cái tiểu cảnh cho anh chị mình luôn. Đó, có một cửa lùa nha. Đó. Ở đây mà đây thì bên đơn vị em trồng số cây xanh. Ở đây có một cái giếng trời nữa nè quý anh chị. Cực kỳ là thoáng và mát luôn. Một cái căn nhà thiết kế cực kỳ là hiện đại nha. Đó, ở đây tường gạch thì ốp tặng lên cao rồi. Rất là sạch sẽ luôn. Quý anh chị mình mà thích cái mẫu này á thì hãy gọi ngay cho em. Và số điện thoại em có để trên màn hình nha. Hoặc là các bạn Zalo với em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình. Nếu mà quý anh chị mình đã xuống xem nhà mà mình quyết định mua cái căn mẫu nhà ngày hôm nay thì em sẽ alo bên chủ đầu tư xuống cho quý anh chị mình thương lượng giá trực tiếp với chủ đầu tư luôn nha quý anh chị. Cái căn nhà mới mà, nhà mới hiện đại rất là đẹp luôn, mẫu mã thì thoải mái đâu, rất là xinh, đường xá thì cũng rộng rãi nữa. Và đây là một cái phòng thứ hai cho gia đình mình, có không gian khép kín ở trong phòng. Ở trên đây thì bên đơn vị kế là cái cửa lùa nha, rất là hiện đại nha quý anh chị. Đó. Và phòng bên đây á, cũng đầy đủ tiện nghi hết à. Có một cái ban công phía trước nhà cho gia đình mình có thể ra đây mình đứng ngắm cảnh còn vào khu vực ở đây luôn. Ở đây rất là mát nha quý anh chị. Đó. Nhà mà có sân trước sân sau để mình đậu xe nè, đậu xe và lấy gió trời cực kỳ là mát thôi. Ở đây như quý anh chị mình có xem trước màn hình á, dân cư ở thì khinh khích sát nhau thôi đó. Đường trước nhà cũng là đường thông nha, hiện tại thì đang chuẩn bị đổ nhựa nữa, mà cái căn mẫu nhà ngày hôm nay á, mình di chuyển về các quận huyện thì cũng rất là ra đó. Và xem đến đây rồi quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi quay nhiều mẫu nhà mới giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Bên kênh nhà Bình Chánh Tài Mãi Kim Trâm làm việc luôn lúc nào cũng là đúng nhà đúng giá đúng vị trí. Em quay căn này em sẽ báo giá tổng, giá công khai, diện tích, sổ sách như thế nào em sẽ nói hết trong video cho quý anh chị mình nắm bắt kịp trước khi mình có dự định xuống đây xem một cái mẫu nhà ngày hôm nay. Thì em cũng được phép nhắc lại là ngôi nhà của mình là diện tích là ngang 5m, chạy sâu vào sẽ là tặng 27m và được xây dựng là một trệt một lầu. Nó có 4 phòng ngủ nha quý anh chị và 3 không gian nhà vệ sinh, có sân trước để mình đổ ô tô, sân sau lấy gió trời, cực kỳ là thông thoáng và mát mẻ luôn. Và được thiết kế theo cái kiểu mái hộp hiện đại nhất của năm luôn nha quý anh chị. Căn này được bán với mức giá tổng luôn, chỉ đúng 2.7 triệu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Nếu mà quý anh chị mình xuống đây xem nhà, em alo bên chủ đầu tư xuống cho cô chú anh chị mình thương lượng giá trực tiếp luôn nha. Hướng nhà của mình là hướng nam nha quý anh chị. Đó. Và xem đến đây là quý anh chị có muốn đi xem nhà hoặc là muốn biết thêm thông tin thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại em có để trên màn hình hoặc là kết bạn Zalo em sẽ gửi thông tin vị trí cho cô chú anh chị mình nha. Và giờ em xin kết thúc video tại đây.